Lý Khắc Cường trầu mao trong lúc tập Thanh Trừng, nghĩ về trận so găng tổng và thủ tướng. Sáng ngày 27 tháng 10, truyền thông nhà nước Trung Quốc loan tin cựu thủ tướng Trung Quốc ông Lý Khắc Cường vừa qua đời hưởng thọ 68 tuổi. Nguyên nhân cái chết được thông báo là do một cơn đau tim. Ông Lý Khắc Cường nắm chức thủ tướng hai nhiệm kỳ từ tháng 3 năm 2013 cho đến tháng 3 năm 2023. Vậy là ông Lý chết đột ngột chỉ sau có 7 tháng từ bỏ quyền lực. Tin ông Lý Khắc Cường qua đời. Thường những cái chết đột ngột do tự nhiên thì hoặc là đau tim hoặc là đột quỵ. Ở Việt Nam, khi ông Nguyễn Phú Trọng đi kinh lý ở Kiên Giang vào năm 2019, ông cũng đã bất ngờ ngã bệnh. Phía nhà nước cho biết ông bị đột quỵ. Tuy nhiên, cho đến nay, chính quyền của Đảng Cộng sản cũng không thể nào thuyết phục được người dân rằng ông Trọng bị đột quỵ trong trạng thái bệnh lý tự nhiên. Bởi môi trường chính trị tại Việt Nam đã khiến người dân có lý do để mà nghi ngờ về mọi thứ. Hơn nữa, ông Trọng ngã bệnh tại Kiên Giang là vùng đất được xem là lãnh địa của Nguyễn Tân Dũng, người trước đó đã bị chính quyền, chính ông Nguyễn Phú Trọng loại khỏi chính trường bằng cái gọi là giới hạn tuổi, nhưng lại chưa cho bản thân ông một suất đặc biệt. Ông Lý Khắc Cường cũng đột ngột ngã bệnh, nhưng lại không may như Nguyễn Phú Trọng ở Việt Nam. Ông Lý Khắc Cường qua đời ở độ tuổi chưa phải là quá cao. Ông Lý Khắc Cường còn nhỏ hơn ông Tập Cận Bình tới 2 tuổi. Ở kỳ đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào hồi tháng 10 năm 2022, ông Tập Cận Bình đã phá bỏ giới hạn 2 nhiệm kỳ để ngồi lại ghế Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Trung Quốc. Ở đại hội này, ông Tập cũng đã loại ông Lý Khắc Cường ra khỏi vũ đài chính trị và thay bằng một ông Lý khác là Lý Cường, kết thúc 10 năm Chủ tịch và Thủ tướng đồng sàng dị mộng. Năm ngoái, một clip bị lộ cho thấy cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào bị ông Tập Cận Bình cho vệ sĩ Tống đưa ra ngoài trong lễ bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh vào ngày 22 tháng 10 năm 2022. Khi bị sốc nách đưa đi, ông Hồ Cẩm Đào đã sờ vào vai ông Lý Cường như muốn cầu cứu. Tuy nhiên, ông Lý Khắc Cường không thể làm gì được ngoài việc ngoái đầu lại nhìn vị tiền bối này gật đầu với ông. Ông Hồ Cẩm Đào, người đỡ đầu cho Lý Khắc Cường, bị tập cho lính sốc nách đưa khỏi đại lễ đường. Ông Lý Khắc Cường chết đột ngột ngay tại thời điểm ông Tập Cận Bình ra tay thanh trừng mạnh mẽ trên chính trường. Hồi tháng 7, ông Tập đã loại Ngoại trưởng Tần Cương ra khỏi vị trí quyền lực và đưa Vương Nghị trở lại chiếc ghế cũ. Và mới đây, ông Tập cho cách chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của ông Lý Thượng Phúc. Tất cả những điều này khiến cho rất khó có thể thuyết phục dư luận thế giới rằng ông Lý Khắc Cường thật sự chết do đau tim. Được biết, vào năm 1983, Lý Khắc Cường làm việc trong Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc dưới trướng Hồ Cẩm Đào. Khi sắp mãn nhiệm, ông Hồ Cẩm Đào muốn đưa người được ông bảo trợ lên làm người kế nhiệm. Tuy nhiên, kế hoạch này đã thất bại do phe Thượng Hải xung quanh Giang Trạch Dân là người tiền nhiệm đầy quyền lực của ông Hồ, người đã xây dựng Tập Cận Bình làm người kế nhiệm. Lý Khắc Cường đã bị bỏ lại phía sau và chỉ chiếm được vị trí số 2. Khi còn là thủ tướng, ông Lý từng cảnh báo trước Quốc hội về cuộc chiến thương mại với Mỹ. Ông nói rằng, hiện tại và trong tương lai gần, Trung Quốc sẽ phải đối mặt với những thách thức chưa từng có trước đây. Lời nói này như gáo nước lạnh tạt vào mặt Tập Cận Bình. Tập Cận Bình và Lý của ông Trung Quốc khá giống cặp Trọng và Chính ở Việt Nam, đều là đồng sàng dị mộng. Lý Khắc Cường đã không gặp may khi thế lực của người bảo trợ Hồ Cẩm Đào bị suy yếu. Tập Cận Bình đã tước quyền hành của chính phủ bằng cách để các nhóm công tác của Ủy ban của Đảng tiếp quản công việc của chính phủ dưới sự lãnh đạo của ông Tập. Cuộc chuyển giao quyền lực của nhân vật số 2 trong Đảng Cộng sản Trung Quốc không được êm thấm. Hình ảnh ông Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường là hai chân trụ lại đá nhau trong Đảng Cộng sản Trung Quốc suốt 10 năm. Nó không khác mấy chân Tổng và chân Thủ tướng của Việt Nam. Trận đấu Tập và Lý đã hạ màn. Tuy nhiên, trận đấu giữa Trọng
và chính ở Việt Nam vẫn đang tiếp diễn. Chúng ta hãy cùng đợi xem cái kết sẽ như thế nào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Lý Khắc Cường trầu mao trong lúc tập thanh trừng, nghĩ về trận so găng Tổng và Thủ tướng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề. Đốt bạc tỷ mỗi ngày Quốc hội dựng những vở tấu hài giá rẻ. Xuân thu nhị kỳ đến hẹn lại lên, Quốc hội của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam lại nhóm họp. Đã từ lâu người dân gọi Quốc hội này là Quốc hội bù nhìn. Còn các ông nghị bà nghị trong Quốc hội đó là những ông bà nghị gật. Trước khi Quốc hội này nhóm họp thì Hội nghị Trung ương 8 đã diễn ra và mọi vấn đề đã được quyết trong hội nghị này rồi. Quốc hội họp chỉ để mà gật mà thôi. Hội nghị Trung ương lần thứ 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định mọi vấn đề quan trọng, Quốc hội chỉ có thể họp để mà gật. Quốc hội Việt Nam có khoảng 500 người, ủy viên Trung ương Đảng khoảng 200 người, chia nhau nắm quyền lực từ Trung ương đến địa phương. Mỗi tỉnh chỉ có một ủy viên Trung ương Đảng, đó là bí thư tỉnh ủy. Bí thư tỉnh nào thì thường là người đứng đầu đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh đó. Như vậy, Trung ương Đảng phân công người của mình chăn dắt những đoàn đại biểu Quốc hội địa phương. Vì thế, khi Hội nghị Trung ương đã đưa ra quyết sách, thì các ông, các bà chăn dắt này sẽ mang ý kiến do Trung ương Đảng chỉ đạo về phổ biến lại cho các đại biểu Quốc hội trong đoàn của mình. Đó chính là cách mà Đảng Cộng sản Việt Nam điều hành khiến cho toàn bộ đại biểu Quốc hội phục tùng Đảng và đảm bảo tất cả đều hốt chung một bản nhạc do Bộ Chính trị đưa ra. Hội nghị Trung ương 8 vừa qua kéo dài 7 ngày là kỳ hội nghị kéo dài hơn các kỳ khác. Thông thường mỗi kỳ hội nghị chỉ chừng 2 ngày. Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 lần này cũng kéo dài và diễn ra trong 2 đợt. Đợt 1 từ 23 tháng 10 đến mùng 10 tháng 11 và đợt 2 từ ngày 20 đến 28 tháng 11. Tại sao chỉ để tụ lại để mà gật những vấn đề mà Hội nghị Trung ương đã quyết mà lại tốn nhiều thời gian đến như thế? Đây là câu hỏi đang được đặt ra. Thật ra, việc Quốc hội họp hành kéo dài cũng chỉ là màn kịch mà thôi. Đó là cách mà Quốc hội bày vẽ ra cho có vẻ bận rộn. Đó là lý do người dân cứ phải xem đi xem lại những vở hài kịch của cả đại biểu Quốc hội và cả ban tổ chức. Cách đây khoảng 10 năm, chi phí mỗi ngày họp Quốc hội là 1 tỷ đồng. Nếu tính trượt giá theo lạm phát, thì con số hiện nay có thể là hơn 2 tỷ đồng. Vừa qua, Quốc hội đã tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm 44 chức danh của nhà nước. Kết quả không ngoài dự đoán, ai ai cũng có tỷ lệ tín nhiệm cao áp đảo. Đây rõ ràng là một trò hề. Trò hề này diễn đi diễn lại tại Quốc hội và các hội đồng nhân dân ở địa phương. Trước đây, khi bầu ông Trung Ngọc Anh thay cho ông Nguyễn Đức Chung, thì Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đồng ý tới 100% số phiếu. Nhưng rồi, không bao lâu sau đó, cũng chính Hội đồng Nhân dân này lại phế truất ông ta cũng với 100% số phiếu. Cách đây 10 năm, báo chí cho biết chi phí cho mỗi ngày họp Quốc hội lên tới 1 tỷ đồng. Và cứ lấy mức lạm phát trung bình là 10% mỗi năm, tính theo thời giá hiện nay, thì mức chi cho một ngày họp của đại biểu Quốc hội phải mất 2,6 tỷ đồng. Trong 22 ngày họp của Quốc hội, có thể ngốn gần 60 tỷ đồng tiền thuế của nhân dân. Khi mọi vấn đề đã được Trung ương Đảng quyết định, thì Quốc hội có cần phải tốn tiền của dân chỉ để gật đầu hay không? Đã là độc đảng thì dân nào có dự phần vào vấn đề quốc gia, đại sự bao giờ? Nếu là một buổi chiếu phim hay, một buổi trình diễn ca nhạc, thì còn mang lại cho khán giả món ăn tinh thần. Còn đằng này, Quốc hội chỉ gật những vấn đề đã được quyết định trước đó, thì mang lại cho dân giá trị gì đâu. Chẳng có giá trị gì cả. Những gì diễn ra tại hội trường Ba Đình chỉ là màn kịch rẻ tiền cho những loại giá mà người dân phải bỏ ra để nuôi các ông bà nghị gật này. Vở kịch rẻ tiền nhưng đốt rất nhiều tiền của người dân để mà diễn. Quốc hội sẽ còn phải họp để tiếp tục theo đúng lộ trình, sẽ không có gì thay đổi cả, không có gì đột phá ở nghị trường.
có chăng chỉ một vài ý kiến của dân có thể nghe lọt tai ý kiến của ông Lưu Bình Nhưỡng ở những kỳ họp quốc hội khóa trước. Tuy nhiên, đến khóa này, những người có tiếng nói vì dân lẻ loi nhung nhưỡng cũng không còn nữa. Tại quốc hội khóa 15, Đảng Cộng sản cho đồng phục tư tưởng toàn bộ mà không cần trang điểm vài tiếng nói vì dân như trước đây. Đảng Cộng sản càng ngày càng cực đoan hơn rất nhiều. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de ngày hôm nay với bản tin Đốt bạc tỷ mỗi ngày quốc hội dựng những vở tấu hài giá rẻ. Kính mời các bạn bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.